Sau một ngày tranh tài sôi nổi, chiều ngày 21 tháng 5 tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, Tỉnh Đoàn Kiên Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cùng phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang năm 2022. Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang năm 2022 có 22 đơn vị tham gia với 245 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cán bộ công chức viên chức, người lao động trẻ đang học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó, khối học sinh phổ thông có 160 thí sinh, khối cán bộ công chức viên chức có 85 thí sinh, có 9 sản phẩm sáng tạo. Qua một ngày tranh tài của các thí sinh với sự bình tĩnh, tự tin, nghiêm túc, chấp hành nội quy, quy chế, hội thi đã thành công tốt đẹp. Qua các phần thi cho thấy các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng về chuyên môn và trình độ nâng cao. Công tác phối hợp của các sở ngành ở cấp tỉnh thì rất là chặt chẽ và các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng có cái bước chuẩn bị hết sức là chu đáo. Thì theo ban tổ chức đánh giá thì kỳ thi đợt này về chất lượng của thí sinh thì tương đối rất là cao. Qua đó thì tạo thêm cái nguồn học sinh, sinh viên, thí sinh trẻ cho những cái đợt thi của những năm tiếp theo và cũng đồng thời là thể hiện cái việc tuổi trẻ tỉnh nhà cùng chung tay với các ngành các cấp trong việc mà đưa cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cuộc sống, trong học tập của các em học sinh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 49 cá nhân xuất sắc để trao giải, trong đó trao 10 giải A, 18 giải B và 21 giải C cho các khối thi. Ban tổ chức cũng trao 2 giải cho các thí sinh ở phần thi phần mềm sáng tạo, trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh, giải nhì cho đơn vị đoàn thanh niên công an tỉnh và đơn vị huyện đoàn Vĩnh Thuận đạt giải 3 toàn đoàn. Con rất vui vì được giải A trong kỳ thi tin học trẻ năm 2022. Qua kỳ thi này thì con cũng có thêm nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin trong tương lai sau này. Qua hội thi này con thấy rất là vui khi nhận được giải nhất. Hội thi này giúp ích cho con là con tìm được nhiều bạn mới hơn, bổ sung được nhiều kỹ năng lập trình hơn, rồi có thể giao lưu kết bạn thêm nhiều người hơn. Lúc mà công bố biết giải thì em quá hồi hộp tại vì mình cứ tâm trạng thoải mái khi đi thi thôi, mình cũng không có chuẩn bị gì đặc biệt hết. Cho nên có giải thì rất là mừng. Qua hội thi thì em rút ra được bài học là mình cần phải trau dồi kỹ năng nhiều hơn, không chỉ tin học mà nhiều lĩnh vực khác nữa. Hội thi đã thực sự là một sân chơi thiết thực và hiệu quả nhằm cổ vũ, khuyến khích, động viên tuổi trẻ tỉnh nhà học tập và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bồi dưỡng, phát hiện những tài năng trẻ, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong thanh thiếu nhi, đồng thời giúp ban tổ chức lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho tỉnh Kiên Giang tham dự hội thi tin học trẻ toàn quốc trong thời gian tới.